mình thấy có một điều lạ lạ cô bác anh chị. Lát nữa hỏi đây nè, cái phần tường này thật ra thì có một số cô bác anh chị mạnh thường quân á thì nói cái phần tường này thôi đập ra làm mới, nhưng mà cái chi phí làm rất là cao nè, mà phần tường này đạt thì nó còn sử dụng được, nên là nữ là Bùi Hồ cũng xin thông báo cô bác anh chị nó rất là chắc luôn, chứ nó không ấy đâu. Và hôm nay thì mình chưa nữa phần này mình sẽ kiền lại và niền lại. Thì cái phần ở trên đây nè cô bác anh chị, đây là la phong màu xanh. Trời dạ, mừng dạ, hả? Dạ. Có nói hôm trước nói là gì cảm ơn các chú rồi nè. Dạ cảm ơn chú là cho con tiền xây lộ ngôi nhà chú mua chú hả. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã An Phong ở huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và sau lưng một hình ảnh quen thiệt thuộc đó, cô bác quý anh chị thấy là ngôi nhà của anh Giang, người mà phải vợ bỏ đi nuôi ba đứa con, với lại người mẹ và đang bị bệnh, và người bà thì bị lãng nữa, và được sự hỗ trợ của các chú ở Canada. Thì hôm nay thì nhà cũng sửa cũng gần hoàn thành khoảng 30-40%. Và Bùi Hồ muốn cập nhật cái tình hình này cho cô bác quý anh chị cũng như là các chú ở Canada, cũng như tất cả các mạnh quân coi cái ngôi nhà của anh Giang đã làm đến đâu ha. Ôi hôm nay ngôi nhà cao ráo thoáng mát quá ha. Cô bác của anh chị con giỏi quá, trọng hay gì phải không? Dạ. Phải không? Dạ, hôm trước sao nói chuyện đẹp trai quá trọng. Hôm nay không gài có phụ ba không? Dạ có. Con phụ gì? Con khiên quần áo rồi em chắc gài trước á. Dạ hả? Trộn hồ được không? Lát nữa trộn tiếp chú ơi. Con không biết. Con không biết hả? Rồi gà có nhà mới, gần có nhà mới, mừng không trọng? Dạ mừng. Ừ. Cô bác của anh chị, nhà của anh Giang thì hôm trước là anh Vũ đồ với lại các thợ đã dỡ ra cái phần mái ở bên đây, với lại cái phần mái trước này. Thì anh Vũ hôm nay sáng mình có gặp anh Vũ, thì anh Vũ nói cái phần này thì hôm nay sẽ thay Sài Gòn mới luôn và làm. Ôi đây là cái phần mà đồ chơi là dỡ ra đây hết à. Ồ mình thấy có một điều lạ lạ cô bác quý anh chị. Lát nữa hỏi đây nè, cái phần tường này thật ra thì có một số cô bác quý anh chị mạnh thường quân á thì nói cái phần tường này thôi đập ra làm mới, nhưng mà cái chi phí làm rất là cao nè, mà phần tường này đạt thì nó còn sử dụng được, nên là nữ là Bùi Hồ cũng xin thông báo cô bác quý anh chị nó rất là chắc luôn, chứ nó không ấy đâu. Và hôm nay thì mình chưa nữa phần này mình sẽ kiền lại và niền lại. Thì cái phần ở trên đây nè cô bác quý anh chị, đây là la phong màu xanh đó. Hôm qua thì cái anh thợ anh đã làm xong rồi, làm xong hết lợp cái phần la phong này cho nó mát. Và trên cái phần la phong này đó là la phong nhà chính nè đó. Và ở phần sau này la phong đằng sau luôn nè. Và cái đòn cái Đạt dở ra cái phần ấy cho Đạt dở đúng cái la phong mình coi cái Sài Gòn coi mới không, để cho cô bác quý anh chị thấy hết à. Anh Vũ thì rốt mới hết à, rốt mới hết đúng không, thay mới hết phải không anh Giang? Đây đây anh Giang đeo này vô. Điện rút ra chưa? Bắt đèn lên cho sáng. Ừ. Là anh Vũ hôm đó là lợp xong ngày luôn ha. Dạ. Đạt, leo lên đó dỡ cái la phong ra giùm đây. Khoan hơn niền lại. Cô bác với anh chị thấy tất cả các sờ gồ ở trên đó là mới hết luôn. Và phần tôn là đóng xong hết rồi. Thì sau khi cái phần này xong thì ngày mai Đạt sẽ lót cái phần nền ở dưới này nè cô bác quý anh chị. Đó. Cái phần nền ở dưới này luôn. Và sơn lại cái phần tường lại, Đạt cũng đã mát. Lát nữa niền cái này luôn hả Đạt? Lát giá này niền lại luôn phải không? À. Qua đây anh Giang ơi. Mừng không anh Giang? Dạ mừng anh. Thấy nhà em thấy dạ. Mới thì sao rồi? Dạ em thấy cảm thấy gì vui lắm. Ừ. Hôm nay thì mấy anh thợ anh qua làm cái phần mái trước luôn. Cái phần này nữa chắc mốt mới xong ạ. Dạ. Đó, mai mốt gì mới xong phần này. Con chào cậu. Dạ. Ba. Đây. Ồ ba.
Bà năm nay bao nhiêu? Bao... Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 94 rồi. 94 hả? Dạ. Tối bà ngủ được không? Bệnh của mình dữ lắm. Rồi uống thuốc rồi hết. Vậy đó. Rồi hôm rồi hổm ngày con qua sao bà cụ không nói chuyện với con? Hồi nào qua nào cũng hay. Kia bữa đó bà nằm ngủ hay sao? Ngủ, mình nhức cái giò. Tao khớp đó. Nghe nói bà sợ con qua, hả? Trời ơi, sợ nhất gì không biết nữa. Ở đây cho ăn, cho mừng gà tụi không nào nữa. Sợ nhất gì. Sợ không? Không. Rồi bà thấy nhà mới bà ở, bà vui không bà? Vui. Vui sao nói con nghe với. Dạ. Cũng vui là người ta đông đó. Thấy không? Đông đỏ mà vui. Rồi hổng ngày có bà buổi tối bà có la nó không? Đâu phải, tức con quá à, xuống hổn quá hổn đi. Ai hổn? Chữ tôi quấn luôn. Ai? Làm tôi mới la đó. Ai? Chứ tôi mình phải hỏi đây coi, tất cả không có lộ gì hết. Cô quá thiệt rồi, dòng họ cũng không đó. Không có gì lộ lợi gì, ai nói nó trời ơi, nhỏ này sao mà mặn có ngày qua mà không nói chuyện nha. Không có ai gì giấy gì nói chuyện chú, thấy không? Vậy ai, ai, ai chữ bà? Có cô bác thì kia nọ ngồi bỏ con ngồi cầm khách thì đâu có bỏ luôn đâu vậy. À chữ bà. Buồn lắm. Anh trời ơi, chú tôi buồn lắm, khổ dữ lắm. Ra nó. Cậu vậy tôi quýt, mình dạy cái khô có dạy thấy không? Nó là khờ dạy, mày lớn mà khờ dạy. Ai? Dạ. Ai bà? Dạ, dạ, tôi nói dạy nó là từ từ tiếng gì đó. Mà nó cũng không nghe. Ừ. Nói là không nghe. Cụ thì buổi tối á, cụ thường la lắm luôn. Cụ nói con không hiểu gì luôn á. Tụi nói gì con có hiểu gì đâu. Nghe không, con có biết gì đâu. Vui vẻ gì nào, còn vui vẻ cả đông ra còn vui nữa. Cái nhà chắc ở mình cái buồn. Dạ. Thôi cụ làm nha. Ở đây ăn cơm. Đi nhậu gì nữa, thẳng đi. À, chị này là chị của anh Giang nè. Chị có gia đình riêng rồi. Thấy vui không chị? Thấy vui mừng cho em. Chị là chị hôm trước vô bình luận đó hả? Dạ. Phải không? Chị dạ. Trang Quỳnh vậy hả? Dạ. Mừng dữ không? Mừng, hổng về tiếp mình đi cũng được. Nhà em có chỗ ở, chứ ngoại với mẹ ở. Mẹ bệnh rồi xin tôi sợ quá, nếu ở không đợt được không? Bà cụ đi sao rồi chị? Bà cụ mình nhớ rồi không vậy đó. Ừ. Quay quá, bà quậy quậy quay vậy. Ba bắt đi đến qua mẹ bệnh nằm vô đó, cái heo quấn cái tội mẹ luôn. Ồ. Qua sợ không chứ, mà chị ở đây ngoài thuốc. Dạ. Rồi. Trọng thấy mừng không Trọng? Dạ mừng. Dạ hả? Dạ. Con nói hôm trước nói là gì, cảm ơn các chú hơn rồi. Dạ, cảm ơn chú là cho con tiền xây lợn ngôi nhà ở chú mưa chú nắng. Ừ. Chú mưa chú nắng hả? Dạ. Nói gì nữa không? Cô bác kinh chị thấy nhà sửa lên cao gáo, thấy nó thoáng quá anh nha. Dạ. Cái phần này Đạt ơi, cái phần này xây hơi thấp hay Đạt ha? Hả? Đóng thẳng lên ta luôn. Kêu BK đóng thẳng lên chứ sao thấy nó kỳ kỳ á. Thấy nó ngắn ha. Dạ tường xây cũ, kết cấu cũ thấy nó ngắn. À, lò phong này cô bác của anh chị màu xanh. Khác với nhà chị Loan thì màu hồng, nhà của anh màu xanh này rất là đẹp luôn. Nữa Đạt nói nữa dừng cái thẳng này thẳng lên luôn nè. À, anh Giang ở gần ngủ được không? Dạ. Em thức đêm rồi anh. Sao rồi? Tại sợ ba cái đầu bỏ ngoài. Canh hả? Dạ. Rồi không rồi bà ngủ ở đâu? Ngoài ngủ ngoài đây. Ừ. Lên giang hồn cho bà ngủ. Bà ngủ rồi đó. Rồi mẹ ngủ rồi trước. Lên giang hồn cho ngoài đó. Rồi anh ngủ rồi trước luôn. Em nằm giống.
Anh ông Dõng hả? Dạ. Ừ. Anh Giang này là người mà hỏi tiền cho để mà trị bệnh cho mẹ luôn. Thôi, có làm gì làm đi anh Giang, để em hỏi bác. Dạ, cho nó dạo kìa là học tới nội kìa, năm ra là năm. Sức khỏe của bác sao bác? Thấy nó cũng dị hoài, nó không có giảm bớt. Ăn uống gì được không? Không. Ăn gì cũng bỏ. Ăn đồ ăn thôi. Ăn dị hoài. Không biết sao giờ, sợ chết cũng chết luôn. Tụi nhau không chết rồi tội nghiệp mới đi nhỏ quá. Bả giờ bả lẫn nữa rồi làm sao? Tôi có bệnh viện cái đâu rồi đó. Đây cũng nhờ cộng đồng chứ giờ. Ở đây mình đâu còn có tiền có bạn. Hôm trước là bác nói anh Giang cho con coi cái tờ mà anh Giang nói là mượn tiền mua thuốc trị bệnh cho bác á. Dạ. Yeah. Cho con coi lại. Lấy. Hôm trước là bác hỏi là bao lâu, đến nay là bao lâu rồi? Mới dài là tháng này cũng là 3 tháng rồi. Hỏi 40 triệu, bây giờ còn tiền không bác? Còn, cũng đi lấy là 1 tháng là 6 triệu mấy á. Bây giờ lấy từ lúc trước là mượn của nhỏ cháu bên quán á, đã 15 triệu. Có, ở trong tờ giấy là con thấy là bác vay 40 triệu. Dạ. Là mình hình thức mình nhận tiền sao? Thì cũng nhận 40 triệu. Nhận lợi lượt 40 triệu luôn. Dạ, là một là 40 triệu. À, rồi hiện nay thì bác còn lại bao nhiêu triệu? Còn được 8-9 triệu à. Thì lấy về trả đó. Trả ai bác? Lúc trước là mấy tháng nay, nhỏ cháu bệnh nhỏ bằng việc xã. Rồi nó cho mượn, nó nói gì từ để bệnh tới đâu chết rồi. Rồi nó mới cho mượn là tính đi Sài Gòn, rồi cái bà bị bệnh dịch tới không có đi. Rồi xuống dưới gì nhà thương gì tâm trí khám mấy dứa rồi hẳn gà này gài là bác xài 23 mấy triệu rồi. Dạ, bị trả nợ người ta hết 10 mấy triệu rồi, thuốc rồi đợt sau mà nó nặng cái làm 6 triệu mấy. Dạ dạ. Sổ này là sổ dây vốn này hả bác, ngân hàng chính sách đây hả? Thì con nó đi ra đi luôn. À. Đi bác hộ hộ bác hộ cận nghèo cũng nhờ cộng đồng thôi. Bây giờ thì bác thì lâm bệnh nặng thì bác con gọi bác thì lâm bệnh nặng thì bây giờ cũng khó khăn. Giờ là nhờ bên cộng đồng giúp đỡ cho động dưỡng bệnh chứ giờ cũng đâu có tiền đâu. Giờ con nó mần nó nuôi là trong gia đình này ngày nào hết ngày nấy. Ăn hết ngày nấy à? Dạ không có dư. Anh Giang giỏi hả bác hả? Giỏi lắm mà nhỏ tới lớn là mần trong nhà nhà nó. Nó có hiếu trong gia đình lắm. Rồi giờ nó nghe mẹ mà có bệnh viện chắc con cũng chết luôn. Con nuôi đâu có nổi. Rồi cũng nhờ nó đó là nuôi ngoại. Đi đâu đi chứ giờ đi mần về là phải đưa cho mẹ là 200 ngàn mua đồ cho ngoại ăn cơm nấu. Từ trong tới ngoài là mình nấu. Rồi ai nấu, ai dọn dẹp nhà cửa? Dọn dẹp là bà ngoại đi lẫn là bà biết. Bà dọn dẹp. Bà dọn dẹp hơn thì bà nằm ở đó luôn. Rồi cho hết, bà bẻ cái bà đi làm tiếp. Mình cơm nước thì cứ bẻ, cứ bò vô, nấu. Bây giờ đâu có ai đâu. Bà có nói chết rồi đâu có ai đâu mà lo gia đình. Không có chịu. Xong rồi cái bệnh từ hôm trước Tết tới giờ là tôi không thấy nó xẹt. Dạ. Cái giờ cũng dị hoài luôn. Giờ người ta chỉ nữa, người ta chỉ là lo 6 triệu bạc nữa. Là đi cái chỗ này là ông này ông làm tiệc là ông làm là 4 tháng mới hết. Là uống giấc luôn. Là ngày này là ở ngoài Bắc. Là hết bệnh luôn ha? Là hết bệnh luôn. Lấy nhiêu tiền bác? Là mỗi một tháng 6 triệu đó. À. Là 4 tháng cho đúng 4 tháng. Là muốn lấy một cái một là lấy. Nói giờ đâu có tiền đâu. Giờ nhờ bên cộng đồng chứ giờ có chết chứ giờ đây người mình đâu có lo nổi đâu. Rồi con chào bà, hẹn bà gặp lại. À, mai mốt con qua tiếp ha. Dạ dạ, chào cô bác quý anh chị luôn ha.